Quá trời. Hôm nay đang đi đâu? Dạ cô, có qua cô ơi. Dạ dạ. Này cán lên lớp xi măng rồi phải không? Dạ. Đó, nó cán lên xi măng. Nó ghế đi cơ. Dạ được rồi, dạ được. Dạ dạ. Ủa cái này để dư luôn hay gì? Ốp cái thêm hả? Hồi đó mình bo thêm hả? Bo hộ. Sao? Ừ. Ốp đi thêm. Nó bể không anh? Để đi làm hồ với cả nhà. Này dỡ cái nhà ra nè. À, đây là căn nhà mới. Căn nhà mới làm. Giờ là làm nhiều quá, giờ không nhớ căn này căn nhà thứ mấy nữa. Căn này của chị Hà nè. Làm cho cô tên là cô tên Quanh. Là mình là hộ nghèo đúng không? Ừ. Khu vực 1. Nói là bà xui người ta đang quay. Dạ đâu không sao đâu, bình thường, nói chuyện bình thường đó, đâu có gì đâu. Dạ. Hỏi được ở đâu mà. Đừng nói là ngoan đi chứ đừng có nói lại. Quanh nói lại. Dạ. Chắc cô lớn cũng có mình nè, bự cũng mình, nhỏ cũng có mình. Đi được không chưa? Dạ. Đi được chưa? Dạ được rồi, đẹp. Đẹp ha. Đẹp. Dạ. Hẹn là 29 ngày vô gấp nhà phải không cô? Ngày 29. Dạ. Bữa nay là 22 phải không? Dạ. Mà chú nói 25 có gác. 25 không chuẩn bị kịp đâu. 29 có chủ, 25 có chủ. Dạ. 25 nó có chủ rồi. Dạ. 25 làm cái nhà của bên ông Danh Lợi ở bên kia. Ghế này chưa? Dạ được rồi cô. Dạ được rồi. Đây quý anh dạ. Mình chạy xuống chỗ đang làm nhà nè. Trời quá. Ủa,
Nên lang thang đường phố nó nói là anh luật sư Tháp Tư Cao là đưa tiền cho luật sư Kha để luật sư Kha là cho anh Trần Nên. Trời trời, mày ăn gì mày ác với lang thang hả? Thằng thằng gì ta, Phạm Hoàng Khang, ăn gì mà mày ác gì? Anh Kha người ta là có điều kiện, anh Kha tự chích xuất tiền túi ra để anh Kha cho anh Nên, mà giờ tụi nó lên đặc điều đó là Thám Tử Cao ăn không được nhả ra. Hài thiệt chứ. Nói luật sư thất nghiệp, vài bữa nay đối diện với luật sư thất nghiệp đừng có khóc nha. Đây là cái trường hợp của cô Oanh ở khu vực 1. Trường hợp này là do rồi cả nhà ơi, nó bị cái gì rồi, tắt thông cảm, nhà thông cảm giùm, nó tối hù không thấy đường, hàng chi tưởng bị hư cúp điện hết pin không mà tiêu luôn, không thấy xử lý luôn, không biết đường xử lý luôn. Chết rồi, không biết đường luôn rồi. Quá tối rồi. Hết pin.